Chào mừng quý vị và các bạn đến với Boss Home TV. Trong video này, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một công trình tuyệt đẹp với toàn bộ nội thất được sử dụng là gỗ gõ đỏ tự nhiên. Nội thất biệt thự Hà Nội với các không gian nổi bật như phòng khách, phòng bếp và phòng thờ. Bước vào căn biệt thự, chúng ta sẽ ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian phòng khách lớn với diện tích hơn 50m2. Với sức chứa bộ sofa 5 món, 2 băng ghế dài, 2 ghế đơn và một bàn trà vuông lớn, phòng khách tạo nên một không gian ấn tượng. Sự kết hợp của hai nguồn sáng tự nhiên và đèn tạo ra không gian thoáng sáng, trong đó trần phòng khách nổi bật với những đường nét hoa văn dát vàng. Mẫu đèn chùm pha lê lớn giữa trần cung cấp ánh sáng vàng lung linh, tạo điểm nhấn cho căn phòng. Mẫu ghế sofa kiểu dáng tân cổ điển sang trọng với hoa văn đục chạm thủ công tinh tế, cùng với tường kệ tivi được làm nổi bật với khung vòm gỗ tự nhiên, mang đến vẻ đẹp quý tộc hoàn mỹ cho phòng khách. Căn phòng khách này được thiết kế với một không gian tổng thể hài hòa, từ màu sắc, ánh sáng cho đến bố cục, tạo nên một sự cân đối và thu hút. Màu sắc chủ đạo trong căn phòng khách là sự kết hợp tinh tế giữa các tông màu ấm như nâu, nâu đỏ hoặc nâu đậm. Những gam màu này tạo ra một cảm giác ấm áp, sang trọng và mời gọi, đồng thời tạo điểm nhấn cho các chi tiết nội thất gỗ tự nhiên. Ánh sáng trong phòng khách được thiết kế để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Cửa kính lớn và cửa sổ được mở rộng, cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, tạo ra một không gian sáng tự nhiên và tươi mới. Đồng thời, hệ thống đèn chiếu sáng được lựa chọn một cách cẩn thận, để tạo ra ánh sáng mềm mại và ấm áp, tạo ra không gian thư giãn và thoải mái. Bố cục của phòng khách được thiết kế hợp lý và cân đối, tạo ra một không gian thoáng đãng và dễ di chuyển. Sự bố trí các món đồ nội thất và các chi tiết trang trí được xem xét một cách tỉ mỉ để tạo ra sự hài hòa và cân đối trong không gian. Phòng bếp ăn được thiết kế liên thông với phòng khách, nơi nội thất gỗ tự nhiên tạo cảm giác ấm áp cho không gian ăn uống. Bàn ghế phòng ăn, bàn đảo và tủ bếp được thiết kế với những điểm nhấn hoa văn tương đồng, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và kết nối cho không gian ăn uống. Đèn trần và đèn hắt cùng những điểm nhấn, trang trí khác giúp phòng ăn trở nên hấp dẫn hơn. Chuyển tiếp sang phòng thờ, chúng ta sẽ bước vào không gian được thiết kế theo phong cách Á Đông. Đường nét hoa văn được nhấn và dát vàng tạo điểm nhấn sang trọng. Khung vòm gỗ chia công năng cho không gian thờ và khu vực phụ hai bên, với hoành phi cầu đối và cột vòm được chạm khắc thủ công tinh tế. Biệt thự này mang đến một trải nghiệm tuyệt vời với không gian nội thất biệt lập, nổi bật và đẳng cấp. Từ phòng khách sang phòng bếp và phòng thờ, mỗi không gian đều được thiết kế tinh tế và chăm chút đến từng chi tiết.